Hello các bạn, lại là Phúc đây. Chiều hôm nay thì Phúc được một đứa bạn đồng nghiệp giới thiệu cho một cái quán cà phê khá là xinh xắn nằm trên đường Tú Xương. Cho nên tối hôm nay Phúc sẽ quyết định đi qua quán cà phê Obam để làm một cái ly bạc xỉu và khám phá quán cà phê này cùng với các bạn nha. Các bạn đi từ đường Lê Quý Đôn gặp đường Tú Xương rẽ trái chừng 100m là sẽ thấy quán nằm ngay bên tay trái luôn nha. Obam Cafe Bistro nằm tại số 25A đường Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quán ở đây sẽ mở cửa từ 7:30 sáng cho đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Các món cà phê đây giá sẽ dao động từ 65 cho đến 95.000. Các món latte sẽ dao động từ 75.000 cho đến 95.000. Các món đá xay đồng giá là 85.000. Các món trà nước ép 75.000. Sinh tố là 125.000. Detox giá từ 75.000 cho đến 85.000 một món. Ngoài ra thì còn một số món ăn với giá dao động từ 65.000 cho đến 125.000 đồng một phần. Nhìn từ bên ngoài thì đây là một quán cà phê rất là đẹp. Bên ngoài được trang trí bắt mắt với một màu trắng tinh khôi, được xen kẽ với những cây màu xanh, cây xương rồng, xen kẽ là những bộ bàn ghế bằng gỗ, bằng đá được lót bằng những tấm nệm rất là êm. Phúc cực kỳ ấn tượng với những bức tường nghệ thuật hay những vật dụng trang trí tinh tế được sắp đặt xen kẽ vừa đủ để khiến cho các bạn có thể ngồi thưởng thức cà phê một cách rất là thoải mái bên bạn bè. Có những không gian bạn có thể ngồi từ 5 cho đến 10 người được nha. Đi thẳng vào bên trong là một không gian hơi bị đối lập so với thiết kế bên ngoài. Các bạn sẽ cảm nhận được sự ấm cúng, lịch sự và tràn đầy nghệ thuật ở bên trong căn nhà. Những bức tường gạch thô với những chiếc bàn theo kiến trúc cổ điển, những bức tranh nghệ thuật lấp đầy cả một mảng tường. Bàn ghế bên trong cũng có hơi hướng cổ điển bằng gỗ. Một chiếc bàn dài với những chiếc ghế cao bạn có thể ngồi làm việc hoặc là đọc sách. Đối diện với cửa ra vào là khu vực pha chế, có nguyên một cái bức tường vòng cung với nguyên một cái đèn chùm treo lủng lẳng ở trên rủ xuống. Nói chung là Phúc rất là thích. Một vài điểm trừ nho nhỏ như là giá ở đây thì tương đối cao so với mặt bằng chung, tuy nhiên là mình phải mất 5.000 tiền gửi xe cho một chiếc xe máy. Bình thường thì Phúc ít mang tiền mặt lắm, nhưng mà quán này không có thanh toán qua thẻ, chỉ nhận chuyển khoản Momo và chuyển khoản qua tài khoản thôi. Nếu như các bạn thích cái review này thì đừng quên follow kênh của Phúc nha. Phúc sẽ cố gắng chia sẻ thật nhiều những review chất lượng ở Sài Gòn để giới thiệu đến cho các bạn tham khảo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.